Chào quý vị và các bạn, cuộc sống luôn có biến động và trong 24 giờ qua đã có rất nhiều sự kiện hay vấn đề được dư luận quan tâm như những ngày đầu chính thức xử phạt các trường hợp xe vi phạm vào đường cho xe buýt nhanh BRT, cháy nhà ở trên phố Bát Đàn khiến một người thiệt mạng, cũng như kết luận cuối cùng cho nhà nổi Hồ Tây sau những rùng rằng. Sáng ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đã làm việc với các doanh nghiệp đang kinh doanh trên Hồ Tây, khu vực gần đường Thanh Niên. Đây là những doanh nghiệp thành phố Hà Nội yêu cầu phải chấm dứt hoạt động tại khu vực này trong quý 1 năm 2017. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cho rằng để hoạt động ở đây, họ đều có đủ giấy phép hoạt động, chấp hành chủ trương di dời của thành phố và quận Tây Hồ, song các doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ hợp lý. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thụy Khuê cho rằng, phường đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm túc chấp hành việc ngừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác nạo vét và cải tạo môi trường nước. Nếu đơn vị nào vi phạm sẽ cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Theo các cơ quan chức năng, thì một ngày sau khi chính thức xử phạt các xe vi phạm đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT, số vụ vi phạm đã giảm đáng kể. Không nói về nguyên nhân, không nhắc tới giải pháp, cũng không bàn tới chuyện nên hay không việc dành đường riêng cho BRT. Mà ở đây, qua vụ việc này, thấy rằng nếu người dân được tuyên truyền đầy đủ, kèm theo sự kiên quyết xử lý của lực lượng chức năng, thì việc tuân thủ các chủ trương đường lối mang tính hành pháp không phải là chuyện quá khó khăn. Câu chuyện này và cả chuyện kiên quyết dỡ bỏ các nhà nổi trên Hồ Tây mà chúng tôi vừa nêu ở trên, xem ra đều đã chứng minh cho khẳng định ấy. Chưa đầy một tuần, từ mùng 9 đến 16 tháng 2, ở Hà Nội đã có 4 vụ cháy xảy ra ở các nhà dân, xưởng sản xuất. Ngày mùng 10 tháng 2, xảy ra cháy tại cơ sở sản xuất Mây Che Đan ở xóm 11 xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên. Ngày 12, cháy tại khu đất trên đường Võ Chí Công. Ngày 14 tháng 2, dãy nhà kho tại ngõ 199 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Và chiều ngày 15 tháng 2, cháy tại số 40 Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm, khiến một người tử vong. Những vụ cháy liên tiếp này gióng lên tiếng chuông cảnh báo về việc lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tuyên truyền, giáo dục, tăng cường kiểm tra sẽ là những biện pháp cần thiết, kể cả từ phía người dân, doanh nghiệp lẫn cơ quan chức năng trong lúc này. Những tổn hại về người và đặc biệt là thiệt hại kinh tế do hỏa hoạn gây ra luôn là nỗi ám ảnh không chỉ với gia đình nạn nhân mà còn đối với nhiều hộ dân xung quanh. Do vậy, dù bạn là ai thì những bài học về nêu cao cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy chưa bao giờ hết tính thời sự và cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, dự án trọng điểm, dự án cấp bách, dự án cần phải triển khai là những tên gọi khác của nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ. Và để giải quyết điểm đen về ách tắc này, các phương án cải tạo đã được đưa ra. Và dù mới chỉ là phương án đề xuất nhưng đã giành được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nằm ở vị trí trọng yếu của cửa ngõ phía nam thành phố, khi kết nối tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đường vành đai 3, bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát, nên không sai khi nói rằng nút giao này được đứng hàng đầu về lưu lượng xe thông qua. Để giải quyết tình trạng này, giải pháp đề xuất mang tính tình thế, tạm gọi là giai đoạn 1, là bổ sung nhánh rẽ từ đường nhánh của nút giao kết nối với nhánh nối từ hướng cầu Thanh Trì, quốc lộ 1, đường nhánh quay đầu dưới gầm cầu Cạn để giảm luồng phương tiện rẽ trái trực tiếp về trung tâm thành phố và cải tạo vị trí điểm kết nối từ đường vành đai 3 đi thấp vào đường quốc lộ 1. Dự án cũng bao gồm các hạng mục sửa chữa đường đầu cầu bị lún, hư hỏng mặt đường, bổ sung trồng cây xanh, thảm cỏ. Tuy nhiên, để giải quyết lâu dài thì việc phân luồng từ xa với 3 hạng mục thành phần khác cũng đã được đề xuất. Nếu mà được thực hiện, tức là giải quyết đồng bộ được các cái mạng lưới giao thông, thì cái tầm nhìn của nó là đến năm, tức là đến năm 2030 và tầm nhìn là đến năm 2050. Mùng 4, Tết Đinh Dậu. Dòng xe ở đây cũng dường như chôn chân tại chỗ tới cả 4 tiếng đồng hồ. Thế nên bây giờ, khi chưa tìm được vốn đầu tư cho tổng thể thì phân kỳ để thực hiện việc mở rộng nút giao này xem ra là việc cần làm. Nguồn vốn dư của dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân Cầu Rẽ theo hình thức BOT cũng đang được tính toán để sử dụng. Với quyết tâm như hiện nay thì dự kiến khoảng quý 2 năm 2017, giai đoạn 1 của dự án mở rộng nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ được khởi công và cuối năm 2018, các giải pháp phân luồng từ xa sẽ được thực hiện. Câu hỏi đặt ra lúc này là nếu có đường đẹp, đường tốt, nhưng người dân liệu có phải trả phí cao khi dự án được đầu tư theo hình thức BOT, xây dựng, chuyển giao rồi thu phí? Vâng, không biết là quý vị và các bạn như thế nào, chứ tôi thì luôn muốn có đường tốt, đường đẹp, không muốn chịu cảnh ách tắc,
nhưng tôi lại không hề muốn phải trả phí cao. Hy vọng là các mốc tiến độ của dự án cải tạo nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ được hoàn thành để Hà Nội có thêm công trình đẹp nơi cửa ngõ và người dân luôn có lộ trình giao thông thông thoáng khi qua đây. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.